Cơ quan điều tra kết luận khi thực hiện việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng và 185 Hai Bà Trưng, bà Dương Thị Bạch Diệp đã qua mặt ông Nguyễn Thành Tài, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố và chuyển tội danh từ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với các bị can Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trần Nam Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Vi Nhật Tảo, Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Dung, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Lê Tôn Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh, Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT, Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở TNMT. Đối với bị can Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau. Đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng. Theo kết luận điều tra, công ty Diệp Bạch Dương, do bà Dương Thị Bạch Diệp làm đại diện theo pháp luật, có trụ sở tại 179 bis 2 Bà Trưng P. 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm ca nhạc nhẹ trực thuộc sở VSTTNDL thành phố Hồ Chí Minh, được giao quản lý trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng P. 6, quận 3, do cơ sở này xuống cấp nên năm 2007 trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với công ty Diệp Bạch Dương để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở. Từ đó, bà Diệp đề xuất với trung tâm ca nhạc nhẹ tìm một bất động sản khác tương đương để hoán đổi mặt bằng 185 Hai Bà Trưng, và bà sẽ hợp nhất với các thửa đất 179 bis, 181 và 183 Hai Bà Trưng để tạo thành tổ hợp khách sạn 5 sao. Đổi lại, công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ trung tâm ca nhạc nhẹ xây dựng lại trung tâm tại một địa điểm khác phù hợp với quy mô và hiện đại hơn. Thấy phương án hợp lý, ông Vi Nhật Tảo đã chấp nhận phương án hoán đổi này. Sau đó, bà Diệp đã tìm được thửa đất tại 57 Cao Thắng Quy 3, thành phố Hồ Chí Minh, và làm đơn xin hoán đổi tài sản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan, đề nghị đổi đất 57 Cao Thắng lấy đất 185 Hai Bà Trưng, và công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ trung tâm ca nhạc nhẹ 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở lần đề xuất này, lãnh đạo thành phố không chấp nhận việc hoán đổi do pháp luật không có quy định này. Tuy nhiên, sau đó bà Diệp tiếp tục vận động các cá nhân có thẩm quyền phương án hoán đổi, kèm theo đề xuất sửa chữa trung tâm ca nhạc nhẹ số tiền là 20 tỷ đồng. Sau đó, ông Vi Nhật Tảo đã mời ông Nguyễn Thành Dung tham quan địa điểm 57 Cao Thắng và trình bày cho ông Dung thấy lợi ích cho trung tâm ca nhạc nhẹ. Ông Dung đã tổ chức họp ban giám đốc sở và thống nhất chủ trương hoán đổi. Tuy nhiên, với tài sản nhà đất số 57 Cao Thắng, bà Diệp đã thế chấp dùng vay vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Sau khi được cấp giấy chứng nhận nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp không đưa tài sản này vào ngân hàng Agribank chi nhánh TP Hồ Chí Minh để rút giấy chứng nhận nhà đất số 57 Cao Thắng ra để bàn giao, sang tên cho trung tâm ca nhạc nhẹ như cam kết. Mà bà Dương tiếp tục dùng nhà đất 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam, đến nay không có khả năng trả nợ. Giá trị tài sản tại 185 Hai Bà Trưng tại thời điểm tháng 10 năm 2020 là hơn 186 tỷ đồng, và tại thời điểm tháng 1 2019 là gần 353 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Tài bị đề nghị khung từ 3 tháng 12 năm tù. Cũng theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước, không là thành viên trong Ban Chỉ đạo 09 TP
Hồ Chí Minh, nhưng ngày 5 tháng 3 năm 2010, bị can Tài đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và tài sản 57 Cao Thắng, không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế chấp, bị bà Diệp lừa, dẫn đến gây thất thoát tài sản nhà nước. Theo kết luận điều tra, là người chấp thuận chủ trương và chỉ đạo giải quyết việc hoán đổi nên Nguyễn Thành Tài phải chịu trách nhiệm chính về hành vi của mình. Tài liệu điều tra cũng không xác định được Nguyễn Thành Tài có vụ lợi hay động cơ cá nhân nào khác trong việc hoán đổi tài sản này, nên ông Tài bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại khoản 2 điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999, khung hình phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố cùng tội danh với ông Nguyễn Thành Tài do chủ quan, tin tưởng dẫn đến thiếu kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất số 57 Cao Thắng, tạo điều kiện cho bà Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản.